Minasan konnichiwa, Cosmos là Dương desu. Xin chào tất cả các bạn, mình là Dung Cosmos. Rất vui được gặp lại các bạn trong video clip lần này. Video hướng dẫn về tiến trình ôn thi và phương pháp lập kế hoạch ôn thi năng lực tiếng Nhật với cấp độ N5. Như các bạn đã biết, N5 là cấp độ thấp nhất trong kỳ thi năng lực tiếng Nhật do JLPT tổ chức. N5 chính là cơ sở để cho rất nhiều bạn có thể đi du học bên trường tiếng. Đồng thời, N5 cũng là một cái mốc rất quan trọng để giúp các bạn có thêm những động lực để học thêm những cấp độ cao hơn. Tuy nhiên, N5 mặc dù là cấp độ rất dễ, nhưng rất nhiều bạn không hiểu N5 được thi như thế nào, không hiểu kỳ thi N5 được tổ chức như thế nào và có những cái dạng mẫu đề thi như thế nào. Và nhiều bạn thì trong quá trình ôn thi gặp rất nhiều khó khăn về vấn đề rằng không biết nên lập kế hoạch ôn thi ra sao, làm thế nào để ôn thi hiệu quả hơn và đạt kết quả cao trong kỳ thi. Thì hôm nay, Học tiếng Nhật Cosmos xin phép được gửi đến các bạn video clip hướng dẫn về phương pháp lập kế hoạch, đồng thời nói về tiến trình ôn thi, làm sao để ôn thi N5 một cách hiệu quả nhất. Rồi chúng ta cùng nhau bắt đầu bài mới nhé. Ở video clip lần này chúng ta có 3 nội dung lớn. Đầu tiên đó là giới thiệu về kỳ thi N5. Thứ hai là nói về tiến trình ôn thi và thứ ba là lập kế hoạch ôn thi. Về kỳ thi N5 thì được thời gian được tổ chức vào tháng 7 hoặc tháng 12. Địa điểm tổ chức ở Việt Nam là 3 thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Cách đăng ký thì với những bạn ở Việt Nam, các bạn có thể tham khảo qua website của Quỹ Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật với đuôi VN. Còn ở các bạn ở bên Nhật thì có thể tham khảo ở website thứ hai với đuôi GP, cũng ở Quỹ Giao lưu Văn hóa. Đề thi N5 gồm có 3 phần: phần 1 25 phút bao gồm từ vựng và chữ Hán, phần 2 50 phút bao gồm ngữ pháp và đọc hiểu, phần 3 là 30 phút đó là phần thi nghe. Về cấu trúc điểm của kỳ thi đề thi này thì phần 1 phần 2 là 120 điểm, phần 3 là 60 điểm. Cách tính điểm đạt như sau: tổng điểm phải trên 80 điểm, tổng điểm tối đa là 180. Kiến thức ngôn ngữ thì kanji từ vựng ngữ pháp cộng với đọc hiểu đó là phải trên 38 điểm, điểm tối đa là 120. Còn nghe hiểu thì các bạn tránh điểm liệt là từ 19 điểm trở xuống. Và đây chính là cách tính điểm đạt của N5. Về giới hạn kiến thức thì như các bạn đã biết, N5 thì giới hạn kiến thức trong khoảng 25 bài đầu của Minnano Nihongo Shokyu. Từ vựng thì khoảng 800 từ, kanji thì khoảng 100 chữ. Về tiến trình ôn thi chúng ta phải làm thế nào với cái giới hạn như thế này? Thì đầu tiên chúng ta phải bước 1 học 25 bài Minna trước. Sau đó thì là bước 2 ôn tập và luyện đề. Ở bước 1 học 25 bài Minna, bạn phải học những kiến thức gì? Đầu tiên là từ vựng, thứ hai ngữ pháp, thứ ba chữ Hán, đọc hiểu và nghe. Các bạn học phải học tổng hợp ít nhất 5 nội dung này trong tổng thể Minna no Nihongo. Và cách học cụ thể như thế nào, lộ trình học như thế nào, các bạn có thể tham khảo thêm ở Học tiếng Nhật Cosmos trên YouTube cũng như là fanpage. Về chú ý thì ưu tiên thời gian để học những nội dung mà bạn cảm thấy còn yếu hoặc chưa chắc. Làm bài tập và luyện tập thường xuyên, chú ý nhé. Làm 5 đề thi ôn tập của Cosmos xây dựng theo khung thi năng lực tiếng Nhật N5. Như các bạn đã biết thì Học tiếng Nhật Cosmos có xây dựng 5 đề thi, 5 đề ôn tập dựa trên 25 bài, mỗi 5 bài là 1 đề và xây dựng theo khung đề thi của năng lực tiếng Nhật. Cho nên cái việc mà bạn luyện tập ôn tập kiến thức qua hình thức làm bài ấy rất là tốt, vừa củng cố được kiến thức đồng thời làm quen được với hình thức thi năng lực tiếng Nhật. Tiếp theo đó là gì ạ? Hãy ghi lại những lỗi sai gặp phải để lưu ý và xem lại. Ở bước 2, ôn tập và luyện đề trước khi thi ít nhất là phải 3 tuần. Các bạn chú ý nhé, trước khi thi ít nhất 3 tuần. Nhằm mục đích gì ạ? Củng cố kiến thức. Bạn phải ôn tập, bạn phải luyện đề, bạn mới hiểu được rằng là bạn đã học được những kiến thức như thế nào. Bạn mới củng cố ôn tập lại, có những gì chưa nhớ, chưa rõ có thể xem lại, chưa hiểu có thể hỏi, đúng không ạ? Hoặc trao đổi trên Học tiếng Nhật Cosmos. Thứ hai đó là gì ạ? Bạn sẽ làm quen được với hình thức thi, các dạng bài và đồng thời tìm hiểu được những mẹo trả lời hiệu quả. Về phần ôn tập thì chúng ta phải ôn tập gì? Bạn có thể sử dụng những bộ sách ôn N5 như sau. Ví dụ Kanji Master N5, hay là Somatome N5, hay là Jitsuryoku Up Nihongo no Ryokushiken N5. Và có thể rất nhiều những loại sách khác như bộ Challenge, Try, vân vân. Thì mỗi bộ sách thì được xây dựng dựa trên những nội dung như là 5 nội dung đó là gì ạ? Từ vựng, pháp, chữ Hán, đọc hiểu và nghe nói.
Giới hạn kiến thức của các bộ này thì tương đương nhau. Tuy nhiên các bạn có thể lựa chọn những bộ sách mà cảm thấy mình phù hợp nhất, có thể dễ ôn tập nhất. Thì bạn sẽ học qua, xem qua những nội dung hay, những điểm tiêu điểm để có thể củng cố lại kiến thức một cách tốt nhất. Thì có một điểm chú ý nhé. Với những bạn mà đã học chắc chắn kiến thức của 25 bài hay những bạn không còn nhiều thời gian ôn tập ạ, thì các bạn có thể chuyển sang phần luyện đề, bỏ qua phần ôn tập này. Thì đó là điểm chú ý thôi. Đối với những bạn mà cảm thấy học chắc hoặc không còn nhiều thời gian, thì sau khi học xong 25 bài Minna, hãy chuyển sang phần luyện đề này luôn. Đối với phần luyện đề thì chúng ta sẽ làm gì? Có 3 bước. Một là tìm hiểu cách làm đề. Thứ hai là luyện đề trong sách. Thứ ba là luyện đề qua các năm. Tìm hiểu cách làm đề thì chúng ta phải tìm hiểu ở đâu? Các bạn hãy xem video hướng dẫn cách làm đề thi N5 của Học tiếng Cosmos. Học tiếng Nhật Cosmos đã có những bài hướng dẫn về giới thiệu về kỳ thi năng lực tiếng Nhật như thế nào, cách thi như thế nào, cách tính điểm như thế nào, các sách, các đề thi cần học như thế nào. Và đồng thời có một video hướng dẫn về cách làm đề thi. Trong đó có một đề thi cụ thể của năm 2012. Đồng thời là cách hướng dẫn những mẹo làm bài. Các bạn hãy chú ý tìm hiểu video đó nhé. Hoặc các bạn hãy click vào link bên dưới để tham khảo vào video này. Thứ hai là bạn có thể luyện đề trong sách. Vậy thì sách nào? Bạn có thể tham khảo khoảng 3 sách sau. Một là Tanki Master N5. Dreer N5 đúng không ạ? Thứ hai là sách Gokoku Dekiru N4 N5. Và thứ ba đó là cái sách mà tổng hợp đề thi N5 của JLPT. Đó là Nihongo no Ryokushiken JLPT N5 N5 Koshiki Montashu. Thứ ba là bạn có thể luyện đề qua các năm. Bạn có thể tìm lại những đề của những năm trước để có thể luyện tập được. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu về tiến trình ôn thi rồi đúng không ạ? Tiến trình ôn thi như vậy thì chúng ta phải lập kế hoạch ôn thi như thế nào? Để lập kế hoạch ôn thi thì bạn phải tìm hiểu hai biến số. Một là thời gian. Thời gian đó là gì? Từ thời điểm hiện tại đến ngày dự thi còn bao nhiêu thời gian nữa? Còn bao nhiêu tuần, bao nhiêu ngày? Và bạn đưa ra một được tìm được biến số, đó là quỹ thời gian bạn có. Sau khi tìm được biến số thời gian, bạn hãy xác định về biến số kiến thức. Kiến thức ấy là gì? Bước 1 và bước 2. Bước 1 ở đây là học 25 bài Minna. Bước 2 là ôn tập và làm đề. Đúng không ạ? Trừ đi số bài đã học thì sẽ ra kiến thức cần học. Từ hai biến số ấy, từ kiến thức cần học trên quỹ thời gian, đúng không ạ? Trên, đúng không ạ? Chia ra quỹ thời gian, thì bạn sẽ ra kế hoạch ôn thi trên một ngày. Đó chính là nội dung học mà trên một ngày bạn phải đảm bảo để thực hiện đúng cái kế hoạch lộ trình ấy, để đảm bảo rằng đến ngày thi bạn đã học hết, bạn đã chắc kiến thức để có thể đi thi. Và sau đó dựa trên cái nội dung là gì ạ? Nội dung học trên một ngày này, bạn hãy điền vào bảng kế hoạch cụ thể như thế này. Đó là bạn sẽ dựa vào cái thời gì ạ? Dựa vào cái tờ lịch hoặc những cái tờ quyển lịch của bạn, sổ tay của bạn, bạn ghi cụ thể ra. Ví dụ đến tháng 7 kỳ thi năm nay thì còn 15 ngày. Vậy mỗi ngày bạn phải học nội dung gì, bạn ghi lên trên cái lịch đó. Bạn học được ngày nào thì bạn đánh dấu V, bạn không học được bạn đánh dấu X. Từ đó bạn mới nhận định được rằng bạn có đảm bảo thực hiện kế hoạch đúng hay không, bạn có làm được tốt hay không. Ví dụ như sau, có bạn thắc mắc rằng hiện mình đang học đến bài 14 Minna rồi, muốn dự thi năng lực tiếng Nhật là 5 vào tháng 12 tới. Vậy mình phải học như thế nào? Mỗi ngày mình phải học bao nhiêu bài? Thì đó là một trong số vô vàn những câu hỏi mà Học tiếng Nhật Cosmos nhận được. Có rất nhiều bạn đã hỏi như vậy và các bạn không biết phải lên lập kế hoạch như thế nào. Cho nên hôm nay mình đưa ra một ví dụ tiêu biểu và chúng ta cùng tìm cách giải quyết. Cách giải quyết là gì ạ? Hiện tại hôm nay là ngày 20 tháng 8, ví dụ thế. Ngày thi là ngày 6 tháng 12, như vậy chúng ta còn có khoảng 3,5 tháng, có nghĩa là 3 tháng rưỡi. Nội dung học biến số thứ hai là về kiến thức đúng không ạ? Hiện tại thì chúng ta học đến bài 14. Vậy 25 bài còn 23 bài cộng luyện đề trừ đi thì sẽ là gì? Còn 11 bài cộng ôn tập và cộng luyện đề. Do thời gian ôn tập và luyện đề tối thiểu là 3 tuần. Vậy, do thời gian ôn tập và luyện đề tối thiểu còn lại là phải 3 tuần. Vậy, trừ đi thì chúng ta còn 11 bài Minna trên 11 tuần. Thì trong vòng 11 tuần ấy, chúng ta phải học như sau, một bài trên một tuần. Và một bài trên một tuần thì một bài ấy bao gồm có từ vựng ngữ pháp, kanji, đọc và nghe. Và trong vòng 3 tuần cuối cùng thì bạn phải ôn tập và luyện đề. Thì đó chính là cái kế hoạch mà bạn đưa ra. Sau đó bạn hãy vẽ, viết lên trên cái tờ lịch của mình. Ngày 1, 15 phần từ vựng, ngày 2 phần ngữ pháp, kanji, đọc, nghe. Tuần tiếp theo chúng ta lại học sang bài 16, vân vân. Thì cứ tiếp tục như thế, bạn thực hiện đúng theo kế hoạch và là học chắc kiến thức thì chắc chắn bạn sẽ đảm bảo để có thể đỗ được. Như vậy thì sao ạ?
Nếu bạn lập kế hoạch đúng và bạn thực hiện nghiêm túc thì chắc chắn bạn sẽ đạt kết quả rất cao. Đó là một điều đương nhiên. Việc lập kế hoạch và việc thực hiện đúng theo kế hoạch, đó là một trong những kỹ năng rất 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 cần thiết, mà không chỉ những bạn mà đang học tiếng Nhật, không chỉ trong việc học tiếng Nhật hay học ngoại ngữ không, mà ngay cả trong cuộc sống hay ngay khi bạn đi làm việc, điều này rất rất quan trọng. Mình hy vọng rằng từ việc ôn thi nửa năm này, các bạn có thể xây dựng và hình thành cho mình một phong cách làm việc rất khoa học. Đó là gì ạ? Biết lập kế hoạch và biết thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch, biết quản lý chính bản thân mình dựa trên kế hoạch đó, và sau đó mình sẽ đạt được kết quả dựa trên quá trình nỗ lực cũng như là rèn luyện của bản thân, thì bạn sẽ cảm thấy rất là vui, đúng không ạ? Thì đấy chính là những chia sẻ của Học tiếng Nhật Cosmos trong video clip lần này. Hy vọng rằng với những chia sẻ của ngày hôm nay, các bạn đã có thể hiểu được rằng kỳ thi N5 như thế nào, lộ trình thi ra sao, tiến trình ôn thi phải thực hiện như thế nào, trải qua những bước gì, và đồng thời bạn biết cách tự lập kế hoạch cho mình. Và đừng quên nhé, cố gắng rèn luyện và thực hiện theo đúng kế hoạch đó để đảm bảo đạt được kết quả cao nhất. Còn hôm nay thì video clip hướng dẫn về tiến trình ôn thi và phương pháp lập kế hoạch ôn thi N5 hiệu quả của Học tiếng Nhật Cosmos xin phép được tạm dừng tại đây. Mọi ý kiến đóng góp chia sẻ của các bạn xin hãy gửi về Học tiếng Nhật Cosmos trên 3 kênh Facebook, YouTube hoặc Gmail. Học tiếng Nhật Cosmos rất vui khi nhận được những tình cảm và chia sẻ đóng góp của tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn có một kỳ thi năng lực tiếng Nhật sắp tới đạt kết quả thật cao. ご清聴どうもありがとうございました。